Hi, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ quay đường Trang Lý cho các bạn nè. Đó, mình mới rẽ từ đường Võ Văn Ngân vào nè. Qua đây là đường Trang Lý. Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ. À Milano. Có này đường này cũng vắng ha. Qua đường Trang Lý nó có một xíu rồi nè. Vãi. Có mình đứng đâu dài lắm chứ. Nó là qua đường gì ta? Nguyễn Khuyến. Nó như vậy là đường Trang Lý nó có xíu à. Nó cắt bởi hai đường Nguyễn Khuyến và Võ Văn Ngân. Thôi, kết thúc video nha các bạn.